Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra vào tối mai, ngày 6 tháng 11 giờ Việt Nam. Quyết định nhà lãnh đạo của cường quốc số 1 về kinh tế và quân sự trong 4 năm tới. Điều gì sẽ diễn ra sau đó nếu nước Mỹ có nữ tổng thống đầu tiên hay cựu tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng? Đây là nội dung được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay với chủ đề Cả thế giới hướng về bầu cử Tổng thống Mỹ. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý khán giả, một trong những vấn đề được giới đầu tư quan tâm nhất đó là chính sách thuế của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Theo những gì Phó Tổng thống Harris từng chia sẻ, thì bà muốn tăng thuế đối với các tập đoàn và những người có thu nhập cao nhất, giống chính quyền Biden. Nhưng bà lại bất đồng quan điểm với ông Biden về việc tăng thuế suất thuế thu nhập từ vốn bằng việc ủng hộ mức thuế suất 28% so với mức 44,6% của ông Biden đối với những người có thu nhập trên 1 triệu đô la Mỹ, trong khi mức thuế suất hiện tại là 23,6%. Bà Harris ủng hộ việc tăng thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% hiện tại lên 28%. Một động thái dự kiến sẽ mang lại khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng thuế doanh nghiệp thấp là cần thiết để duy trì sức cạnh tranh của Mỹ và là tiền đề lý tưởng để các công ty đa quốc gia kinh doanh. Bên cạnh đó, bà Harris muốn khôi phục và mở rộng tín dụng thuế thu nhập và tín dụng thuế trẻ em, bao gồm tín dụng thuế trẻ em 6.000 đô la Mỹ cho năm đầu tiên của trẻ sơ sinh. Lạm phát thời chính quyền Biden-Harris đã đạt đỉnh cao nhất 4 thập kỷ là 9% vào mùa hè năm 2022, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn khoảng 3,5%. Andrew Laws, Phó Giám đốc Chương trình Chính sách Kinh tế của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng cho biết kế hoạch thuế của bà Harris có bản chất tiến bộ và sẽ mang lại tỷ lệ phúc lợi lớn hơn cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình so với các gia đình có thu nhập cao. Trong khi đó, luật thuế của ông Trump năm 2017 đã hạ mức thuế suất cá nhân cao nhất từ 39,6% xuống 37% và mức thuế doanh nghiệp cao nhất từ 35% xuống 21%. Ông Trump đã đề xuất cắt giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty duy trì sản xuất trong nước từ 21% xuống còn 15% như một phần trong chiến dịch nước Mỹ trên hết nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại nước Mỹ và ngăn chặn các công ty chuyển hoạt động kinh doanh ra nước ngoài. Với thuế thương mại, chính quyền Biden-Harris đã áp dụng mức thuế cao đối với một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc như xe điện và khoáng sản quan trọng, trong khi vẫn tiếp tục chính sách thuế quan rộng hơn của chính quyền Trump đối với hàng hóa Trung Quốc. Bà Harris đã chỉ trích mức thuế quan bổ sung mà ông Trump hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2024 là thuế bán hàng đối với người tiêu dùng Mỹ, nhưng không rõ chính sách thương mại của riêng bà là gì. Trong các cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và 60% hoặc hơn đối với hàng hóa đến từ Trung Quốc. Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội trao thẩm quyền áp đặt thuế quan có đi có lại đối với bất kỳ quốc gia nào áp đặt thuế quan này đối với Mỹ. Ông Trump lập luận rằng các mức thuế này sẽ bảo vệ việc làm và các ngành công nghiệp của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ khuyến khích sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nước ngoài. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã ban hành thuế đối với thép và nhôm với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Mức thuế ban đầu được ấn định là 25% đối với thép và 10% đối với nhôm. Động thái này đã gây ra các mức thuế trả đũa từ Canada và Liên minh châu Âu nhắm vào hàng nông sản xuất khẩu của Mỹ, gây tổn hại cho nông dân Mỹ. Các nhà kinh tế lo ngại rằng một mức thuế chung mới sẽ khiến cho các đối tác thương mại trả đũa nhiều hơn nữa, có khả năng gây ra một cuộc chiến thương mại mới và tạo ra một chu kỳ căng thẳng leo thang, có thể gây hại cho nền kinh tế của các bên. Các chuyên gia kinh tế cho biết một chiến lược thuế quan toàn diện cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm mạnh về giá cổ phiếu, đặc biệt là đối với các công ty đa quốc gia của Mỹ phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng quốc tế. Ngân hàng đầu tư UBS dự đoán rằng mức thuế quan 10% có thể dẫn đến sự sụt giảm 10% trên thị trường chứng khoán. Một báo cáo từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson chỉ ra rằng tỷ lệ lạm phát có thể tăng từ 6 đến 9,3% vào năm 2026 nếu ông Trump đắc cử, so với ước tính cơ bản là 1,9% nếu không có các chính sách của ông.
Ông Trump từng bày tỏ mong muốn có nhiều ảnh hưởng hơn đến các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Ông đã chỉ trích Fed vì đã tăng lãi suất trong thời gian ông làm tổng thống và đã gợi ý rằng một chính sách tiền tệ linh hoạt hơn sẽ giúp giảm lạm phát. Fed kiểm soát lãi suất và các công cụ khác để định hướng chính sách tiền tệ của đất nước. Đây là một cơ quan độc lập có nhiệm vụ giữ lạm phát ở mức thấp và thị trường lao động lành mạnh. Tổng thống thường chỉ có tác động đến Fed thông qua những người mà họ bổ nhiệm vào ban quản trị. Vì vậy, nhiều nhà kinh tế cảnh báo sự can thiệp có thể làm suy yếu tính độc lập của Fed và sự ổn định kinh tế lâu dài của đất nước. Đối với ông Trump, nhập cư là vấn đề được cựu tổng thống hết sức quan tâm. Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đã thề sẽ tiến xa hơn nhiều so với 4 năm trước. Ông đã hứa sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất trong nước lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời nói sẽ khôi phục một số chính sách gây tranh cãi từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Các chính sách gây tranh cãi từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump là chương trình Remain in Mexico, Title 42, và lệnh cấm đi lại nhắm vào một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Ông Trump đã tuyên thệ sẽ hủy bỏ các chương trình bảo vệ những người không có giấy tờ khỏi bị trục xuất, bao gồm cả trẻ em, đồng thời thu hồi tình trạng pháp lý của hàng trăm ngàn người nhập cư có khả năng vào Mỹ theo chương trình tình trạng được bảo vệ tạm thời của liên bang. Ông Trump cũng đã gợi ý rằng ông sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ của những người không có giấy tờ và áp dụng kiểm tra ý thức hệ đối với những người nhập cư. Trong khi đó, bà Harris bị đặc biệt danh mỉa mai là bà hoàng biên giới, ám chỉ bà không có làm gì cả trong công việc giám sát ngoại giao với Mexico và tam giác phía Bắc. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, đảng này đã chỉ trích nặng nề cách tiếp cận của Biden-Harris đối với biên giới. Dưới thời chính quyền Biden-Harris, số lượng người nhập cư vào Mỹ từ Mexico đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm 2023. Gần 250.000 người đã di cư vào tháng 12 năm 2023, vượt qua mức cao trước đó là 224.000 người vào tháng 5 năm 2022, cũng dưới sự giám sát của Biden-Harris. Vào tháng 3, Harris tuyên bố rằng 5,2 tỷ đô la Mỹ đã được cam kết từ các công ty tư nhân để hỗ trợ các cộng đồng Trung Mỹ nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ theo sự chỉ đạo của bà. Trong chuyến thăm biên giới vào tháng 9, bà Harris đã vạch ra một kế hoạch ban hành các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người cố gắng xin tị nạn giữa các cửa khẩu nhập cảnh hợp pháp. Bà cũng kêu gọi cải cách nhập cư toàn diện, bao gồm các con đường trở thành công dân cho những người không có giấy tờ, đặc biệt là những người được đưa đến Mỹ khi còn là trẻ em. Về chính sách đối ngoại, cách tiếp cận của Harris đối với chính sách đối ngoại nhấn mạnh việc duy trì các liên minh toàn cầu của Mỹ, đặc biệt là NATO. Ngược lại, ông Trump từ lâu hoài nghi về các liên minh toàn cầu, trong đó có NATO. Ông đã từng nói rằng ông sẽ khuyến khích Nga tấn công một quốc gia thành viên nếu quốc gia đó không trả đủ tiền. Ông cũng không loại trừ khả năng rút khỏi NATO và thậm chí còn ám chỉ rằng ông có thể rút lui khỏi các liên minh khác. Về xung đột Trung Đông, ông Trump từ lâu đã tự coi mình là người bảo vệ Israel. Ông cho biết cuộc chiến sẽ không bao giờ bắt đầu nếu ông là tổng thống và khẳng định cuộc chiến ở Ukraine cũng sẽ không bắt đầu. Nhưng cho đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch liên quan đến cuộc chiến Israel-Hamas. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng 10, ông Trump nói chúng ta cần bảo vệ Israel, không có lựa chọn nào khác. Ông đã tự định vị mình là đồng minh mạnh mẽ của Israel, trong khi chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, khi được hỏi về cách giải quyết cuộc chiến ở Trung Đông, bà Harris cho biết Israel có quyền tự vệ, trích dẫn các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Bà nói mối đe dọa của Hamas đối với Israel phải bị loại bỏ, nhưng nói thêm rằng quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết. Bà Harris cho biết chiến tranh phải chấm dứt, phải có thỏa thuận ngừng bắn và Hamas phải thả các con tin. Bà phản đối cuộc xâm lược ở Rafah ở miền Nam Gaza của Israel, nơi có hơn 1 triệu người đã chạy trốn. Harris đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước. Đối với cuộc xung đột Ukraine, ông Trump cho biết muốn cuộc chiến của Nga ở Ukraine kết thúc, cho biết ông có thể giải quyết xung đột chỉ trong một ngày, nhưng từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ông có muốn đồng minh Ukraine của Mỹ giành chiến thắng hay không. Nhìn chung, ông Trump phản đối việc tiếp tục dòng viện trợ của Mỹ cho Ukraine,
Trump đã thề sẽ đánh giá lại cơ bản cách tiếp cận của quốc gia này. Ngược lại, bà Harris ca ngợi sự hỗ trợ của Mỹ và NATO dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga cho đến nay và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ. Bà Harris tuyên bố Mỹ sẽ tài trợ hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Viện trợ tài chính sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, an ninh, năng lượng và hỗ trợ người tị nạn. Trong hội nghị thượng đỉnh tháng 6 về hòa bình ở Ukraine, Harris đã nói về cam kết của Mỹ đối với quốc gia Đông Âu này. Dù có quan điểm trái ngược ở nhiều vấn đề, nhưng đối với Trung Quốc, hai ứng cử viên có quan điểm khá tương đồng. Cụ thể, bà Harris đã ra tín hiệu cho thấy sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Trung Quốc và tuyên bố sẽ tôn trọng các cam kết của Mỹ đối với Đài Loan. Ông Trump tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc, mặc dù ông đã ca ngợi ông Tập Cận Bình và chưa nói liệu ông có cưỡi quân hay không nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!